Chào mừng anh đã trở lại kênh chơi game ảo kiến thật của mình. Thì lại tiếp tục với series mở quà hàng tuần cho anh em xem. Thì tuần này mình sẽ tiếp tục mở quà nhá. Để mình sẽ tiến hành đăng nhập vào game này. Anh em nhớ bảo mật hai yếu tố nhá. Mình luôn luôn nhắc nhở anh em là nên bảo mật hai yếu tố tài khoản của mình. Nạp vào đây cũng phải là số tiền nhỏ. Nên là mình phải hết sức cẩn thận. Ok. Thì tuần này mình được hai giải. Mình quên mất không 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 delay in closing gì đây? Nó có thông báo gì đây, delay in closing game week. Ok. Nó delay một chút, nó thông báo hôm qua là nó có cái tức là hôm qua nó phát phát quà hơi muộn, à phát lương hơi muộn, thế nên là nó có thông báo là tại sao lý do. À, anh em thấy không, mọi người làm việc nó rất là chỉnh chu, tất cả mọi cái vấn đề xảy ra trong game nó đều có thông báo hết, tại vì là anh em phải hiểu ở đây nó giống như là một cái, giống như là một cái gì đấy, một cái chợ rất là lớn ý. Rất là nhiều những cái nhà đầu tư gọi là có tiền đấy, người ta đầu tư vào, thế nên là bọn dev này nó hoạt động rất là chuyên nghiệp. Bất cứ một cái vấn đề xảy ra ở trong game thì nó đều 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 thông báo hết, ví dụ xảy ra lỗi này lỗi kia đấy. Chúng đây mọi người chậm trễ trò chơi do sự cố offline không lường chữa được, rất tiếc điều này. Người phần thưởng đấy. Ok. Ok, thì đây mở game nhá. Thì giải của tuần này là tuần này là tuần 2214 đấy. Mình được hai cái giải. Vì là một cái vì tuần trước mình quên không ấy cái giải common. Rồi đầu tiên là giải thẻ limited. Mình đứng hạng 146, cũng khá nhiều cái tiếc nuối. All-Star thì mình được 262 điểm, là được khoảng tầm 80 90 đô rồi đấy. Rồi, ok, yêu cầu phần thưởng bạn điện thoại. Con gì đây? Ô, đứa cái chưa anh em? Ragna, tí mình sẽ xem nó giá bao nhiêu nha. Kế tiếp này, mà được một cái 0.02 ETH, 0.02 ETH thì nó sẽ tương đương với bao nhiêu nhỉ? Để xem nào. 0.02 ETH thì nó sẽ tương đương với khoảng 92 đô anh em nhá. Nó đã, đồng ETH nó đang lên. Đồng ETH nó đang lên, và nếu mà nó lên khả năng cao là nó sẽ bật được mốc 5.000 đô đấy. Khả năng cao nó đang lên. Rồi, để mình sẽ xem lại trang Redna của mình. Redna gì nhỉ? Đúng đang này không nhỉ? Như nó về luôn đi sao ấy? Cầu thủ nó về luôn. Redna. Ồ, điểm tốt. Bao nhiêu tiền đấy? Khoảng tầm 40. Ôi trời, giá bit cao đấy này. 43 đô, khoảng 43 đô. Ok. 43 đô. Rồi, cũng là một lượng, cũng là một vị trí tốt đấy chứ. Điểm số cũng khá là tốt này, nghĩ là ngày nào nó sẽ đang lên dần rồi. Trên là 41 đô này, cộng với cả là 81 8 à 90 đô thì cứ cho khoảng tầm 130 đi, 130 thì mình sẽ là 130 trên là giá đô hôm nay nhá. Giá đô hôm nay thì giá đô hôm nay này không có cái tính nhỉ, cái tính của nó đâu nhỉ, tính đi. Mình nhớ là đây nó có cái tính giá đô đúng không, quy đổi thì đúng không. Rồi, bỏ bóng đây xem nào. Thì với giá đô hôm nay là nó đang ở vào là 22,8. Quy đổi tiền tệ, quy đổi giá đô. Rồi, đúng không? Thì cho lên 130 đô đi. Thì nó tương đương với khoảng tầm 2 triệu 9. Tuần này là mình cũng kiếm được là 2 triệu 9. Ok, cũng là một con số tốt. Rồi. Ok, thế vậy thì mình sẽ dừng video đấy nhá. Hẹn gặp anh em ở những cái video tiếp theo.
À, rất mong là cái series này của mình nó được kéo dài, càng dài càng tốt đúng không? Thì để vừa có video cho anh em xem mà lại vừa có tiền cho mình. Ok, rồi, rất cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ và theo dõi mình. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.